Ngân xin chào các bạn nhỏ. Hôm nay cô Ngân và lớp Thỏ Hồng sẽ cùng các bạn trong khối nhà trẻ thực hành kỹ năng nhặt đậu bỏ vào ly nè. Các bạn hãy cùng theo dõi hoạt động vui này nha. Sau khi được cô hướng dẫn, các bạn sẽ thực hành kỹ năng vận động tinh này qua việc sử dụng các ngón tay nhỏ xinh xinh để nhón nhặt những hạt đậu bé tí, rồi sau đó lại bỏ vào một lỗ nhỏ xíu xiu trên đáy ly. Nghe thì đơn giản vậy thôi, chứ kỹ năng này cũng đòi hỏi ở các bạn tính kiên nhẫn nè, kết hợp với sự khéo léo và linh hoạt của các ngón tay. Nên cô Ngân thấy bạn nào cũng hết sức là tập trung. Các bạn biết không, sau khi thực hành kỹ năng này xong, các bạn ấy còn tạo ra được một món đồ chơi mới, chơi với nhau thật là vui. Chúng mình cùng xem là đồ chơi gì nha. Vừa học vừa được chơi vui như thế này thì bạn nào cũng thích phải không nè. Cô Ngân xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn nha.